tim đến trái tim, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Tay anh chờ đón em, người anh thương,
kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm kết môi duyên hồng tươi. Theo anh về cuối sông, về non xanh, mình tìm thăm quê cũ. Ta nhìn đồng lúa thơm, đàn chim vui, cờ bay bay phơi phới. Mẹ anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Xa xa đàn trẻ thơ chào nắng sớm, cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Đêm nay trăng gặp mây, tình yêu ngất ngây, mình trọn với thời gian. Đêm nay sông tràn dâng, mùa hoa bướm say, tìm về gió mùa xuân. Quê anh thắm say, bao nhiêu cô gái vui mời chào em. Xa xa đàn trẻ thơ chào nắng sớm, cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em.
làm vợ anh nhé. Anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Về thương
nhiêu năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nơi ấy bao yên oanh, đừng quên ước hẹn cùng em ngoài thay. Em ơi em ơi, dù xa cách mặt lòng không. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị trưởng đoàn họ nhà trai chính thức có đôi lời phát biểu. Và thứ nhất là thành phần về đoàn và thành phần của nghi lễ tiệc cho việc nói chuyện và xưng hô. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón vị trưởng đoàn họ nhà trai. Xin mời. Tôi xin thay mặt cho họ nhà trai, họ Vĩnh Tường, dòng họ Vĩnh Tường. Đây như các cô ta nói, cũng như Du có nói là tôi thành ra là gần trăm năm cũng từ đây của team gửi lại chuyến này là ghi thì tất cả mọi thứ là chúng tôi đã làm theo đúng lý lẽ và ban tổ chức cũng đã giới thiệu rồi. Còn thay mặt đoàn nhà trai hôm nay của chúng tôi thì đại diện có ông là cao tuổi nhất là ông Quang Thung của chúng tôi ở đây. Đấy, rồi là cùng anh chị các cháu các bác các cô các gì đều có mặt hôm nay cả. Thì thay mặt cho dòng họ Vĩnh Tường chẳng biết nói gì dài, tôi xin có lời xin chúc phúc cho các cháu và mong các vị vui vẻ. Xin một lời hello ạ. Xin được cảm ơn ý kiến phát biểu của vị trưởng đoàn họ nhà trai và vị trưởng đoàn đã giới thiệu về thành phần nghi lễ cũng như thành phần của đoàn. Và sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị trưởng đoàn họ nhà gái chính thức có đôi lời phát biểu. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón vị trưởng đoàn họ nhà gái. Xin mời. Chúc các bà và toàn thể hội hôn. Trước hết cho các tôi thay mặt cho họ nhà gái giới thiệu thành phần của các vị đại diện cho họ nhà gái đến dự cái buổi ăn hỏi của hai cháu Việt Anh và Hồng Nhung ngày hôm nay. Đầu tiên tôi tự giới thiệu, tôi là ông chú của bố cháu Nhung. Còn đây là bác chuột của bố mẹ cháu Nhung. Và toàn thể anh em trong hội đồng gia tộc của họ Bùi đã có mặt đông đủ. Trong đó có bà con, cô bạn, nội ngoại của gia đình cũng đã có mặt đông đủ. Kính thưa các cụ, ông, các bà, lễ ăn hỏi đó là một tập tục truyền thống văn hóa rất tốt đẹp của dân tộc ta từ xưa đến nay. Nếu như ngày hôm không có ngày hôm nay thì chắc chắn có lẽ các cháu cũng chưa bước sang cái trang mới trong cuộc đời. Và có lẽ không có ngày hôm nay thì ngày mai hai gia đình cũng không có thể tổ chức lễ thành hôn công khai cho các cháu được. Vì vậy gia đình họ nhà gái đã cố trí đưa lễ vật sang trước hết là kính cáo tổ tiên, sau đó trình báo với họ ở nhà gái chúng ta. Tôi thay mặt cho họ nhà gái xin được tiếp nhận lễ vật này để dâng lên kính báo tiên tổ và kính trình với họ nhà gái chúng ta. Xin chân thành cảm ơn. Điều của vị trưởng đoàn họ nhà gái và vị trưởng đoàn đã thay cho gia đình nhà gái cũng như là dòng họ. Trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cháu Việt Anh sẽ được trở vào chính thức đón cháu Hồng Nhung trở ra căn phòng hạnh phúc của gia đình. Chồng từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy có không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà, chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lầm, tình ta nên duyên vợ chồng, từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Từ
chàng về đã có thiếp muôn đời.